Xin kính chào các bạn, các vị. Hiện tại mình đang có ở đây chiếc Samsung Galaxy A7 2017. Vâng, như vậy là Samsung năm nay đã tung ra bộ đôi này vào ngay sau dịp Tết âm lịch. Và chúng ta đang có một chiếc máy với màn hình 5,7 inch, to hơn so với màn hình chỉ 5,5 inch hồi năm ngoái của A7. Và còn thay đổi gì khác? Mời các bạn xem video trên tay. Bắt đầu rồi mà. Rồi, ok. Thì đầu tiên là cái phần cụm camera ấy, nó cũng không được làm lồi lên. Và camera là 16 megapixel, khẩu độ f1.9, cùng với đèn flash LED. Thực sự mặt sau là nơi mà mình thấy ít đẹp nhất của chiếc Samsung Galaxy A năm nay, bao gồm cả A3 và A5. Và ở phía bên cạnh phải là loa ngoài, tương tự như cách làm trên chiếc J7 Prime. Chúng ta sẽ có phím nguồn. Bên dưới là cổng sạc USB Type-C, nó đi kèm với công nghệ sạc nhanh tương tự như Galaxy S7. Và chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm mic thoại. Bên cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng, khay đựng SIM và thẻ nhớ. Bên trên sẽ là khay đựng SIM thứ hai. Thì cái chiếc Galaxy A7 2017 này thì màu hồng mình đang có ở đây là một cái màu hồng phấn. Nó không phải là màu hồng giống như hồi năm ngoái là mặt trước đen mà sau hồng, mà năm nay sẽ là màu hồng toàn bộ cả phía trước, phía sau, phần khung viên. Và nó rất là dịu nhẹ, nó có thể nói nó giống như màu da người đây này, chứ không hẳn ra là giống màu hồng nữa. Mặt trước này sẽ là màn hình 5,7 inch, độ phân giải Full HD, công nghệ Super AMOLED. Nếu như A5 thì mình thấy màn hình với kích thước 5,2 inch thì rất tuyệt, nhưng có vẻ như khi lên 5,7 inch thì cái độ sắc nét của cái màn AMOLED ở cái mức giá này thì nó lại không đem lại độ chi tiết cao bằng và cảm giác không đã bằng so với A5. Trên màu hồng thì sẽ cho để lộ ra cái viền đen bên trong hơn, còn cái màu đen trên cái chiếc A5 mình đang có ở đây thì sẽ không thể hiện cái điều này, do đó sẽ trông mặt trước liền mạch hơn. Ở phía trên các bạn sẽ có camera selfie vẫn là 16 megapixel, khẩu độ f1.9, loa thoại cảm biến và phím home của nó là cảm biến vân tay một chạm, đặt nhẹ lên là mở được, phím đa nhiệm và phím back. Về cấu hình thì máy cũng dùng chung con chip là Exynos 7880 đi kèm với 3GB RAM, thành ra là nó sẽ có cái hiệu năng tương tự như chiếc Galaxy A5 2017 chúng ta và không khác biệt một chút nào. Chỉ khác ở đây là các bạn sẽ có màn hình to hơn và đi kèm với cục pin dung lượng lớn hơn là sẽ là 3600mAh. Còn lại mọi tính năng, mọi thứ khác là giống y hệt so với Galaxy A5 thì mình đã từng chia sẻ với các bạn rồi nên sẽ không nhắc lại. Trong đó có một vài cái nổi bật như là sẽ có Always On Display đã được đem từ cái chiếc Galaxy S7 cũng như là Galaxy Note 7 xuống này, hay là chúng ta vẫn có Double Tap phím Home mở nhanh camera. Và đây mọi người sẽ có chế độ chỉnh tay chuyên nghiệp chụp HDR và nó sẽ không có quay phim 4K. Chiếc máy của Samsung cho tới lúc này mình trải nghiệm thấy hiệu năng của chip Exynos 7880 là khá tốt, và đặc biệt nữa là sử dụng giao diện là Grace UX, thành ra nó nhanh và ngon, và có thể nói rằng đây là một chiếc máy mà rất đáng các bạn quan tâm trong thời gian này. Tuy nhiên thì mức giá là 10.990.000 sẽ khiến cho các bạn phân vân với những cái flagship đã được giảm giá đến từ hãng khác. Vậy thì mọi người sẽ mua A5 2017, A7 2017 hay sẽ lựa chọn các flagship đã được giảm giá rồi? Hãy cùng comment chia sẻ ý kiến bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.